chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày hoàn toàn giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, chào mừng 26 năm cuộc đua xe đạp tranh cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, đưa bộ môn xe đạp Việt Nam sánh vai cùng các nước châu Á và vì sự nghiệp phát triển truyền hình, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh cúp truyền hình lần thứ 26 năm 2014. Lộ trình gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Phan Thiết, Phan Rang, Nha Trang, Đà Lạt, Bảo Lộc với nhiều phóng sự, bình luận, truyền hình trực tiếp từ 19 tháng 4 đến 30 tháng 4.